Rồi, lên đại thừa tiền kỳ trông rất chi là buồn cười nhá. Béo thì vẫn như vậy thôi, nhưng mà cầm thêm cái quả ốc thay vì cầm cái hồ lô. Ồ, ảo Mancana bắt đầu xuống biển rồi anh em ơi. Đúng rồi, bắt đầu xuống biển rồi. Ê yo, anh em ơi, mình đang ở level 334 rồi. Và khi mà mình lên đến level 335 là anh em biết điều gì xảy ra rồi đấy. Đại thừa tiền kỳ, ôi trời ơi, thật là tuyệt nha. Bây giờ thì mình sẽ auto luôn. Và anh em có thể thấy hiện tại là mình đang để môn phái âm thân của mình nha. Âm thân của mình thì đang yêu choáng, mình thì đang có em chu tước của mình cho vào đây rồi. Bây giờ mình thấy ở trong cái phần giảm thời gian này cứ 30 phút là nó có một lần. Ừ, game bắt đầu chuyển sang game xem quảng cáo rồi anh em ơi. Anh em nào mà cày chay thì chắc là vui hơn một tí, bởi vì là nó sẽ giảm thời gian chờ đợi của anh em, cũng như là có thêm cái lượt để xem quảng cáo. Không có điều kiện nạp thì thôi, chăm chỉ xem 30 giây quảng cáo cũng được. Đấy là mình đoán như vậy nha. Còn mình thì mua thẻ tháng rồi nên là cóc quan tâm lắm. Càng nhiều còn tốt anh em ơi. À, cái đại hội luyện khí hôm nay lại ra mắt rồi à? Ui ôi, thế thì mình lại nhờ vợ mình chơi thôi. Chả biết là anh em chơi được bao nhiêu điểm, nhưng vợ mình thấy cũng được tầm 7-8k điểm. Ghê phết anh em, không đùa được. Có nhiều anh em bảo chỉ chơi được 4-5.000 điểm thôi. Mình thấy vợ mình chơi được 7-8.000 điểm là cũng căng thẳng đấy. Để ngày mai khi mở sự kiện cái, mình nhờ vợ mình chơi luôn từ đầu xem mắc ping được bao nhiêu điểm, xong mình khoe anh em sau nha. Ok. Ôi, vé khiêu chiến cũng đây rồi này. Tranh thủ mình đi đánh thử môn phái choáng để xem này đấm như thế nào nhá. Anh em cùng xem với mình luôn nha. 6.900-7.800 này, mình đánh luôn 7.800 trước anh em nhá. Nào, có gây choáng được cái đối thủ không đây? Úi dồi ôi, nào chưa thì choáng. Đấy, có choáng rồi. Đúng rồi. Khi mà choáng thì em chú tước của mình đánh thì sẽ bị choáng thêm một lượt nữa. Khổ chưa? Khổ chưa bạn ơi? Đúng rồi, đây là yêu lực thấp hơn mình cho nên nó không tính nha. Bây giờ là mình là 1.03 ức thì đánh với một bạn tầm 1.06 ức thì xem như thế nào nha anh em ơi. U là trời, bạn này chơi ong già đúng không? Có choáng, hay quá, choáng thêm một hiệp nữa. Đứng im như trời trồng. Úi, úi. Hay chưa? Cay chưa? Úi rồi, nhưng bạn đấy có âm sương gia tinh hồi được nhiều máu quá. Ô, cay chưa? Hay à? Kinh nhở, hồi máu nhiều thế. Ghê thật sự anh em ạ. À, bạn này có phải là bị hút máu không đấy? Ừ nhờ, bạn này bị hút máu này. Gặp đúng bạn bị hút máu luôn. Ủa, ảo ma Canada nhờ, thốn đấy. Chứng tỏ là bạn này cũng trâu bò này anh em này. Ghê ra gì này, nó phết đấy. Giảm thương sát thương cuối khá nhiều. Như là đánh đấm cái bạn ấy hồi rất rất nhiều máu nha. Thực ra là do em chú tước này của mình là chưa build này. Bây giờ mình sẽ reset lại em ứng long, sau đấy thì mình sẽ build lại cho em chú tước anh em nhá. Đấy, bây giờ build chú tước nó sẽ khác bột ngay. Lên luôn xem được level tối đa là bao nhiêu anh em nhá. Tăng phần trăm lên nào em ơi. 60, skill level 3, tuyệt vời, level 4 chứ. 80 nào, cố gắng 80. Ok, 80 luôn anh em ơi, HP cũng 50%, được. 192% như này nó mới ngon lành cái nào chứ. Ủa, bây giờ mình nâng lên level 89 này anh em này. Giờ đi đánh lại xem như thế nào nha anh em ơi. Khiêu chiến xem nào, gặp bạn nào đây. Bạn này một ức này, chơi thử luôn. Chơi thử với một ức xem nào. Rồi, có choáng nha. Với cả trong cái phần huyết mạch của mình thì đang chưa có cái phần chu tước anh em ạ. Cú quá, chưa lấy được chu tước nha. Để mình lấy full all in và choáng xem như thế nào này. Ôi nhiều máu ghê thế. Hốn này. Hốn này. Ok. Mặc dù là tỷ lệ choáng của mình là trên 250% rồi, nhưng mà vẫn không thấy choáng được nhiều anh em nhé. Né cực kỳ tốt luôn này. Ảo thực sự luôn ạ. Tồi luôn, tồi luôn. Vẫn tiếp tục là né kinh khủng khiếp luôn anh em nhé. Nhìn chung là build choáng sẽ có hơn build né rất là nhiều nhé. Thì như anh em nông dân nào để mà dễ chơi nhất thì cứ build vào một cái né cho mình nha. Còn đây thì mình muốn làm một thử thách khó hơn tí, chơi choáng cũng như chơi hút máu. Để cho nó độc lạ bình dương thì mình build theo kiểu như vậy. Còn thời gian rất là dài nữa để mình có thể là hoàn chỉnh cái môn phái choáng cũng như là môn phái hút máu của mình. Thì anh em cứ theo dõi cùng với mình nha. Trong lúc chờ đợi chặt cây lên level 335 thì cho phép mình quảng cáo tí nhá. Nếu như anh em đang cần giả lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt, auto treo máy suốt màn đêm, thì anh em có thể tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Nhưng thời gian nói đi phải nói lại nhá. Anh em bảo mình quảng cáo nhưng mà có mấy cái giả lập ấy nó liên hệ với mình để quảng cáo, nhưng mà mình sẽ chọn cái LD Player 9 này vì là mình đã test thử vài cái rồi. Thì cái LD Player 9 này chơi nó vẫn ổn định hơn. Mà có một số tựa game ví dụ như ở cái giả lập khác cũng như ở BlueStacks các kiểu là chơi không chơi được, mở không mở được game luôn. Nhưng mà chuyển sang LD Player 9 cái lại ok. Đấy, thế cho nên là quảng cáo thì mình cũng phải chọn lọc quảng cáo đấy chứ không phải là đùa đâu anh em ạ. À, lên đến level 335 rồi anh em ơi. Nhưng mà cần tận 9.500 điểm tu vi nữa thì mình mới có thể là độ kiếp được cơ. Thế đây mình vẫn còn 1.300 đào đấy. Nói chung là mình tính toán hết rồi. Kiểu gì chả lên được. Úi xời ơi. Ấy, đạo thư mình có thêm. Úi xời ơi, thế là lên được hoa tử dung này. Lên được không? 80 đi em ơi. 79, 80. Ui tuyệt cả là vời, thế là có thêm thể lực cho chuột rồi. Chuột tha hồ mà đi đào nha. Đây là cái gì đấy? Phản công, cái chiến đấu pháp, nhận canh kim à. Đích cần, cái đấy không quan trọng anh em ạ. Đào thì cũng bình thường này. Cái này thì thiên phú chiến đấu. Nói chung là mình thích cái này hơn này. Đấy, ô in với cái này đi anh em ơi. Cái đâu đấy sau này cái tỷ lệ ra nó khó hơn đấy. Nhờ vào em này mà tỷ lệ của mình nó lại ra như muốn cho mình cực kỳ là xịn xò. Ôi giời ơi.
thì nó lại ngon quá anh em nhỉ. A few inches later. Buồn ngủ vãi cả trời anh em ơi. Bây giờ là 1:24. Trong lúc chờ Euro mà buồn ngủ như thế này thì không biết là có xem được hay không đây. Với cả là bản cập nhật mới này mình thấy có ra skin Nacha rồi thì phải đấy. Chắc là 1-2 hôm nữa có sự kiện thôi thì mình sẽ review cho anh em nhé. Nên là anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh. Và cho mình xin một nút like để ủng hộ mình nhé. Ra đây flop quá. Anh em nhớ like nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn đấy. Ok anh em ơi, cuối cùng thì mình cũng đã đủ điểm tu vi để có thể là đồ kiếp rồi. Bây giờ thì chuẩn bị thôi. Lên đại thừa tiền kỳ không nói nhiều. Đại thừa tiền kỳ đây. Để xem là biến hình các kiểu con đà điểu như thế nào đây. Đẹp dai hay không nào. Một phát. Hai phát. Lên. Wow. Đẹp dai đấy. Ôi ơi cái gì đấy. Sao lại có cả quả cầu vồng ở đây là nào nhỉ. Ôi rồi. Lên đại thừa tiền kỳ trông rất chi là buồn cười nhá. Béo thì vẫn như vậy thôi. Nhưng mà cầm thêm cái quả ốc thay vì cầm cái hồ lô. Ảo mang cana bắt đầu xuống biển đấy anh em ơi. Đúng rồi. Bắt đầu xuống biển thôi. Nhưng mà cái trò đằng sau này là cái gì nhỉ? Chưa biết luôn, anh em nào biết để lại comment ở bên dưới cho mình biết mình nhá. Ok anh em ơi, tiếp tục để đi chiến đấu thử một vài trận nữa xem ra này đánh đấm như thế nào nha. Bây giờ cũng vươn lên được hạng 45 rồi anh em ơi. 1,2 ức này. Ấy à, căng thế. Lại 1,2 ức. Nhớ ông 1,2 ức thế. Ủa ôi, mình mới đang có 1,1 ức thôi. Nếu như đánh thì đây. Do là môn phái choáng của mình build nó chưa được chuẩn chỉ cho lắm nên là đánh cùng phân khúc được chiến cứ bị ối rồi anh em ạ. Ai ông này build choáng này và phát hoàng đế đánh các kiểu con là điều luôn nhưng mà ghê vậy. Ghê vậy, có choáng. Nhưng mà ông này hồi máu cũng kinh nhỉ. Có em loan điều đánh khó chịu phết. Úi giời ơi, dính choáng. Dính trưởng. Ui, cay nhỉ. Em loan điểu của ông đấy cũng cay thật chứ. Rồi, mày quá anh em ơi. Vẫn thắng được, nhưng chứng tỏ là cũng thốn đấy anh em ạ. Không đùa được. Tiếp phần nữa nào. Lại choáng, nhiều ông chơi choáng nhỉ. Ok à. Lại đóng băng, choáng đóng băng combo các kiểu con là điểu luôn. Cũng ra gì và này nọ đây anh em ơi. Có nhưng mà sao ông này lại nâng ấy nhỉ. Lại làm chu tước để ấy ta. Sao ông này có con chu tước ở nâng bố chu tước đi cho xong. Thôi, thua này. Cú với cái trưởng luôn. 1,15. Phan Lan Anh. Hả? Lan Anh nào đấy? Vợ mình cũng là Lan Anh nè. Ok. Rồi. Ui. Thắng Long ghê vậy. Hốn nha. Nhưng mà mình thấy cái tỷ lệ đánh choáng của mình nó cứ bị át đuổi cái gì ấy anh em ạ. Mặc dù là trên 200% nhưng mà át đuổi với cái trưởng ra. Thề. Chán kinh. Thôi. Chắc là phải build lại về cái huyết mạch này mới được. Chứ còn huyết mạch cái này thì đúng là hơi ối rồi ôi. Chưa có cái nào liên quan đến chú tước cả. Thế là lại phải chờ ngày mai thôi. Bởi vì trấn nhất thất của mình hôm nay là tầng 41 rồi. Và dự kiến lên một chiến đấu thử tí nữa xem nào. Có ăn được không nhỉ? À tình hình này là vẫn ăn được anh em. Bây giờ mình sẽ đi vượt cái trấn yêu tháp này đã. Sau khi mà vượt trấn yêu tháp có thêm chút tài nguyên, linh thảo, linh chi, các thứ, các kiểu con là điều. Thì mình sẽ tiếp tục là build lại về cái huyết mạch nhá. Đó. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới về từ game tiểu yêu tầm đạo nha.